Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đến với bản tin giá cả thị trường chăn nuôi ngày mùng 8 tháng 5 năm 2023 của Doctor Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. 1. Điểm tin giá heo hôm nay. Tại Trung Quốc, giá heo hơi Trung Quốc tiếp tục dao động với biên độ hẹp vào hôm nay, quanh mức 14,49 tệ trên kg, tương đương 49.200 đồng trên kg, do thị trường vẫn chưa nhiều khởi sắc trong bối cảnh nguồn cung heo dồi dào và nhu cầu tiêu thụ chậm lại sau kỳ nghỉ lễ dài ngày. Trong khi đó, giá heo các tỉnh phía Nam vào ngày hôm nay có chiều hướng nhích nhẹ, lên quang 14,6 đến 15,1 tệ trên kg tương đương 50 đến 51,000 đồng trên kg. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong tuần vừa qua, tổng lượng thịt heo Mỹ bán mới cho Trung Quốc tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ đầu tháng với trên 14.200 tấn. Đồng thời Mỹ tiếp tục xuất sang Trung Quốc trên 5.800 tấn, nâng tổng lượng thịt heo bán đi Trung Quốc từ đầu năm 2023 đạt trên 107.000 tấn, tăng 30% so với lũy kế cùng kỳ năm 2022. Tại Thái Lan, giá heo tiếp tục đà giảm vào ngày hôm nay còn quanh 75 bát trên kg, tương đương 52.700 đồng trên kg khi nguồn cung heo có xu hướng phục hồi trong khi tiêu thụ giảm, do nắng nóng kéo dài với nền nhiệt lên tới 40 đến 50 độ C. Tại Việt Nam, từ đầu tháng 4 trở đến nay, dịch tả heo châu Phi tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, dịch đã bùng phát trở lại, nhiều hộ chăn nuôi tiếp tục lâm vào cảnh khó khăn khi phải tiêu hủy cả đàn heo sắp đến kỳ xuất chuồng. Về giá heo, Hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 52.000 đến 54.000 đồng trên kg. Theo ghi nhận, thị trường heo hơi tại miền Bắc lặng sóng. Trong đó, tỉnh Hưng Yên tiếp tục thu mua heo hơi với giá 54.000 đồng trên kg, cao nhất khu vực. Heo hơi tại các địa phương bao gồm Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Bình và Hà Nội đang được giao dịch ở mức 53.000 đồng trên kg. 52.000 đồng trên kg là giá thu mua được ghi nhận tại các tỉnh còn lại. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên cao nhất 54.000 đồng trên kg. Theo khảo sát, thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên đi ngang trên diện rộng. Theo đó, thương lái tại hai tỉnh Quảng Ngãi và Lâm Đồng tiếp tục thu mua heo hơi với giá 54.000 đồng trên kg. 53.000 đồng trên kg là mức giao dịch heo hơi tại các tỉnh bao gồm Thanh Hóa, Quảng Nam, Đắk Lắc và Bình Thuận. Các tỉnh khác không ghi nhận biến động mới, hiện thu mua heo hơi với giá trong khoảng 51.000 đến 52.000 đồng trên kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam thấp nhất 52.000 đồng trên kg. Thị trường heo hơi tại miền Nam chứng giá. Cụ thể, thương lái tại tỉnh Long An duy trì thu mua heo hơi với giá cao nhất khu vực là 55.000 đồng trên kg. Tại chợ Ngọc Lũ, hôm nay lượng heo đưa về đạt 2.000 con do heo dân và heo công ty đưa về chợ giảm. Mặc dù thời tiết nóng khiến tiêu thụ tại các chợ bán buôn, bán lẻ giảm nhưng do lượng heo đưa về chợ giảm nên chợ vẫn bán khá trôi với giá heo đầu 56 đến 57 000 đồng trên kg, hàng chân từ 50 000 đồng trên kg trở lên, chợ không bị tồn heo. Do giá heo tại miền Nam và miền Trung cao nên heo về chợ Ngọc Lũ chủ yếu là ho từ Bắc Trung Bộ đưa ra với giá lên xe quanh 52 đến 53 000 đồng trên kg, hoặc heo dân quanh chợ bán ra. Tại chợ Tâm Xuân ở miền Nam, dạng sáng nay lượng heo nhập lò và nhập chợ tăng lại sau ngày chay, đạt hơn 5.100 con. Heo về nhiều nên giao dịch tại chợ hôm nay yếu hơn hôm qua. Đầu phiên giá heo ngon được quăng 64.000 đồng trên kg, heo mỡ được 58 đến 60.000 đồng trên kg, cuối phiên rớt sâu còn từ 50.000 đồng trên kg trở lên, kéo giá bình quân đạt quanh 60 đến 61.000 đồng trên kg. Thương nhân cho hay, một số đơn vị khu vực miền Nam đang dính dịch, nên lượng heo chạy dịch nhỏ ký về chợ hôm nay đạt cao, tầm 500 con. Điểm tin giá ra cầm một số nước trong khu vực. Tại Trung Quốc, giá gà trắng đảo chiều tăng tốt trở lại so với trước hồi nghỉ lễ, lên quanh mức 10,16 tệ trên kg tương đương 34.600 đồng trên kg. Do sản lượng gà thịt hiện vẫn chưa thực sự dồi dào, nhiều công ty lớn vẫn chưa mở bán trở lại, sau kỳ nghỉ lễ khiến lượng gà xuất bán hạn chế hơn, đồng thời nhu cầu tiêu thụ gà được cải thiện hơn trong dịp nghỉ lễ dài ngày. Giá trứng đảo chiều tăng tốt trở lại, lên quang ngưỡng 9,36 tệ trên kg tương đương 31.800 đồng trên kg do. Số lượng gà đẻ mới có chiều hướng giảm kéo nguồn trứng giảm theo. Trong kỳ nghỉ lễ, các siêu thị và nền tảng thương mại điện tử đẩy mạnh các chương trình khuyến mại, kích cầu lên cao nên lượng tiêu thụ trứng ra lớn. Ngoài ra các thương lái đẩy mạnh mua tích kho bổ sung vào lượng hàng đã bán hết trong kỳ nghỉ lễ. Điểm tin giá gia cầm trong nước hôm nay. Với gà trắng tại miền Bắc, giá gà trắng giảm xuống còn phổ biến 30 đến 32.000 đồng trên kg. giao dịch tại trại gặp nhiều bất lợi khi nguồn cung nội vùng dần phục hồi, gát từ miền Nam đang trên đường ra Bắc trong khi thời tiết nắng nóng cản trợ việc tiêu thụ gà trắng. Nhờ lực hụt gà biểu to ra miền Bắc và miền Trung hỗ trợ giá miền Nam bình ổn quang mức 18 đến 20 000 đồng trên kg. Theo thương nhân, chênh lệch giá hai miền giữ mức có lời cho cánh thương lái, ước tính chỉ sau 2 đến 3 ngày tới lượng gà to trên 3,6 kg trên con, tại miền Nam sẽ không còn nhiều giúp giá tại trại có khả năng ngưng giảm. Lưu chuyển gà Bắc Nam, gà trắng tại miền Nam lai dai gom ra miền Bắc và miền Trung từ giữa tuần trước, ước lượng đi khoảng 15.000 con trên ngày. Tại miền Nam, giá gà giống trựng lại quanh mức 9 đến 10.000 đồng trên con, giá cám tại một số công ty bắt đầu có chiều hướng hạ nhiệt, trong khi các nguyên liệu chín đồng loạt giảm giá sâu giúp các trại chăn nuôi duy trì lượng giống. Vào đàn mới, trong bối cảnh gà trắng Bình Quân 4 tháng đầu năm nay luôn ở dưới điểm hòa vốn, với mức giá cám có điều chỉnh giảm, chi phí chăn nuôi gà tại miền Nam cũng sẽ giảm xuống 27 đến 28.000 đồng trên kg. Với gà màu, tại miền Bắc, thời tiết có nền nhiệt cao khiến tiêu thụ suy yếu, trong khi nguồn cung gà tại trại và các công ty còn khá nhiều giá bán trên hóa đơn của các công ty không có điều chỉnh mời, tuy nhiên giao dịch thực tế có chiều hướng hạ nhẹ nhắm kích cầu tiêu thụ, xuống con quang 45 đến 50 000 đồng trên kg với gà nuôi trên 90 ngày. Với vịt thịt tại miền Bắc, giá vịt thịt chứng lại mức thấp, đạt 32 000 đồng trên kg, tiêu thụ vịt thời tiết nắng nóng chậm chạp hơn. Tại miền Nam, giá vịt giảm nhẹ quanh mức 39.000 đồng trên kg, đầu giá 40.000 đồng trên kg không còn, nhu cầu tiêu thụ sau lễ cũng yếu đi, chưa có dấu hiệu phục hồi tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin giá cả của một số vật nuôi khác trong nước ngày hôm nay mọi thông tin giá cả chi tiết trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin giá cả mỗi ngày hãy cùng đồng hành và đón xem bản tin giá cả của chúng tôi vào ngày mai xin chào và hẹn gặp lại